Sáng nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống 1965-2020 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cách đây 55 năm, các cơ sở đào tạo của Bộ Tài chính và Ủy ban Vật giá Nhà nước tiền thân của Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh được thành lập. Hiện nay trường có gần 300 cán bộ giảng viên, trong đó có 20 phó giáo sư tiến sĩ, trên 200 thạc sĩ. Số sinh viên hiện đang theo học tại trường là gần 11.000 sinh viên. Với phương châm đào tạo gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, nên hàng năm số sinh viên ra trường có việc làm ngay chiếm tỷ lệ trên 92%. Trong 55 năm qua, đã có trên 70.000 sinh viên đã tốt nghiệp từ mái trường này. Nhiều sinh viên đã trở thành những nhà quản lý giỏi, doanh nhân thành đạt. Với những thành tích đã đạt được, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng cờ thi đua vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua khối thi đua các trường đại học cao đẳng. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Văn và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã trao huân chương độc lập hạng nhất, huân chương lao động hạng nhì, ba và cờ thi đua cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.